Thảo Lê: Thưa thầy, em bị sỏi thận trái, 14 ly, ứ nước độ 2, tại sao dữ vậy? Xin thầy chỉ giùm em cách chữa ạ. Em cảm ơn thầy. Rồi, vừa bị sỏi thận mà vừa bị suy thận nữa. Câu này bị hai lần rồi, Lê Thảo nè. Thưa thầy, em bị sỏi thận trái, 14 ly, ứ nước độ 2. Xin thầy chỉ giùm em cách chữa ạ. Em cảm ơn thầy nhiều ạ. Bây giờ cái này ta chia làm hai loại bệnh để ta trị. Một là anh thấy trong suy thận và sạn thận, cái nào khó chịu nhất? Nếu thấy sạn thận đau lưng nhiều quá, cái chỗ trong cái bụng và chỗ T9, T10, T11 đau nhiều quá, vì ta trị suy thận đi, sỏi thận đi. Mà ta trị hai cái bệnh này ta trị luôn rồi, vừa ứ độ nước đó, tiểu lại khó đó, anh này tiểu là khó. Nếu mà để thời gian dài thì anh này sẽ bị trị thận á. Như vậy là ta vô cái bài tiêu u tiêu ú, xong rồi ta vô cái bộ vị của thận, nha, bộ vị của thận. Coi bệnh sao mà nhiều quá. Bây giờ tôi sẽ đọc cho các anh, cho anh Thảo Lê chỗ Phố Núi với cái cô ấy ghi giùm ha. Suy thận, thứ nhất là ta vô suy thận, tức là nó bị nghẹt làm cho cái thận là nước vô nước ra khó. Như vậy là ta thông nghẹt nghẹt đi, ta gạch sáu dùng hạch đường huyết ha, rồi ổn định thần kinh, rồi bắt đầu ta vô bộ thông nghẹt nghẹt. 14 275 61 19. Không biết anh này có biết viện chuẩn hay không, nếu không biết thì học ha. Tôi sẽ ghi đọc lại thông nghe: 14 275 61 19. Xuống dòng số 2, chống co cơ. Bây giờ cái thận lúc này nó đã teo rồi, nó không được tiếp thu được nước nữa, nó bị ứ nước. Ứ nước thì là ta chống co cơ, ta làm cho cái thận này nó mềm đi. 19 16 61 156 127 477. Nhắc lại, số 2 chống co cơ, 19 16 61 156 127 477. Như vậy xong rồi ta đưa số 3 kế tiếp xuống dòng, ta đưa máu vô để nuôi cho thận này. Như vậy là ta dùng cái bộ huyệt âm huyết cho bụng bộ âm huyết, ta đưa máu vô ta nuôi cho thận này. Thận này không máu không vô được,
Vậy là ta đưa máu vô, đưa máu vừa khí vô. Bộ âm huyết 22, 127, 63, số 7, 113, 17, 19, 64, 50, 39, 290. Số 0. Cái bộ vị của thận, bộ vị ghi rõ bộ vị suy thận, bộ vị suy thận 300, ta gõ ta hơ cái nguyệt 300, hơi trên nóng luôn, làm cho thận nóng lên 300, gõ cộng hơ 17, số 5, 17, số 5, 34, 45, 45, ta lăn, ta hơ, ta chà, ta nhéo lỗ tai. Lỗ tai là đại diện cho thận. Lỗ tai ấm đi, lỗ tai nó tròn, nó đẹp, tức là thận khỏe, bàng quang khỏe, tuyến tiền liệt khỏe, đó, niệu đạo khỏe. Nếu mà chân nó bị phù, nếu chân bị phù thì ta giảm chất dịch. Xong rồi ta hơ bàn chân, bàn tay, hơ phản chiếu. Ta hơ phản chiếu tất cả trái thận, bắt buộc là phải hơ. Bây giờ trái thận này là nó âm rồi, thì ta làm cho nó dương lên. Nó lạnh rồi, ta làm cho nó ấm lên. Thận này là thận nước. Điều quan trọng là nếu mà bị suy thận, thận cái nước ta hạn chế ăn muối. Như vậy là tôi đưa cho các bạn thêm một, tôi sẽ bổ sung thêm một cái bộ suy thận nữa. Khi mình chấm cái bộ nguyên trên rồi thì anh nên chấm và dán thêm cái bộ bổ sung thêm của tôi là 156, bổ sung nguyệt của thận si 156, 17, 45, 34, 24, 300. Anh hơn cái việc dùng thái khê, anh hơn cái đường kinh thận từ thái khê, anh hơn dài lên thăm cốc, gạch hơ hai bên, dùng thái khê hơ thẳng lên âm cốc là ngay cổ dưới độc tỵ chút. Đó là việc âm cốc, đó là kinh thận. Rồi ta đã xong một cái bộ nguyệt suy thận, bây giờ ta chuyển sang cái bộ nguyệt là sỏi thận 14 ly. Ta chuyển sang bộ phận sỏi thận 14 ly thì cái 14 ly trị 20 ngày được không? Chắc được mà, hoặc là 14 ngày một ly ta trị một ngày được không? Có khả năng được đó ha. Như vậy là ta gạch chiều vòng, ta xuống vòng, ta trị sỏi thận. Sỏi tức là khối u, nó là kết tủa của canxi,
hoặc là máu nó lâu ngày nó bị cô đặc cho thành một canxi xen ra cuộc sỏi cho không gì. Cắn là cặn, lắng lâu ngày thành sỏi, kết tủa thành sỏi. Như vậy là ta vô cũng gạch sáu dùng hệ huyết rồi, ổn định thần kinh rồi, bắt đầu ta vô. Số 1, ta quýnh tan bổ bầm. Ta quýnh tan bổ bầm. Bộ tan bổ là 156. Số 7, 50. Số 3, 61. 290. 16, 26, 37. Đọc lại. Bộ tam bổ bầm 156, số 7, 50, số 3, 61, 290, 16, 26, 37. Xong xuống dòng số 2 là tiêu u tiêu bú. Bây giờ mình ta cho đó là cái khối u rồi, vì ta phải dùng bộ tiêu u tiêu bú đưa kháng sinh vào giải quyết thằng này, giữ cái cục sỏi này. Tiêu u tiêu bú 41, 43, 143, 127, 19, 37, 38. Đọc lại. Tiêu u, tiêu bú 41, 143, 127, 19, 37, 38. Bộ vị của nó là 317, 274, 170. Đọc lại. Bộ vị của sỏi thận 317, số 5, 27, 274, 170. Xong rồi, về thủ pháp, ta lấy cái búa ta gõ 274, 174, ủa 170, ta gõ. Ta gõ 75, 74, ta gõ 275, 74. Xong rồi, ta lấy cái chài đâm tiêu á, cái đại chài đâm tiêu biết rồi, hai đại cây này gì á. Anh gõ cái nguyệt 300. Nghe kỹ nè ha. Cái chỗ nguyệt 300 274 170 74 75. Gõ 3 vòng, 1 vòng 30 cái. Gõ 3 vòng. Riêng 300 anh gõ tôi không biết bao nhiêu cái nữa. Nhớ là gõ vừa thôi, gõ nhiều quá, mạnh quá nó u, mới khó gõ lắm. Ta gõ vừa nhẹ thôi. Trong nguyệt 300 này, hai bên. Ta gõ khoảng chừng 70 cái. Ta gõ, vừa gõ mà ta vừa hỏi bệnh nhân. Bới trong đầu gõ vô đau lắm. Gõ từ từ nó không đau nữa. Một hồi nó mất cảm giác chưa? Nó mất cảm giác cho trong nguyệt 300 này. Nó chuyển sang tê. Anh lấy cái búa, cái chài đâm tiêu hay là cái búa qua mai cái đầu cao su á, anh gõ. Anh gõ chừng nào chỗ này nó tê, bệnh nhân nói rồi, bây giờ tôi tê lắm rồi, anh gõ thêm 10 cái nữa thôi. Vậy là xong. Đặc biệt không hơn. Đồng thời anh chọt, anh đi phản chiếu tất cả những cái vùng mà của trái thận. Trái thận đây nè. Đây kế xuống, đây chỗ này là thận, đây là niệu quản, đây là bàng quang.
ở dưới giòn vậy nè. Anh phải hơ, ủa anh phải gạch vậy. Nguyệt Thái Khê đây, gạch dài lên âm cốc, gạch dài lên âm cốc. Làm cho cái vùng này hết đau đi. Thứ hai á, cái chỗ này nè, chỗ này cái chỗ này là chỗ tiến thượng thận, nhá. Anh đụng chỗ này đau lắm, anh đụng chứ thận mà thận có vấn đề. Cái chỗ cái ngón giò này nè, ngón giữa ngón trỏ nè, ngay cái kẽ này, đây là tiếng thượng thận, mà nó là trị cao huyết áp rất là hay. Bên này á, là giảm huyết áp. Như vậy là ta sẽ dùng cái chỗ này, cái thận đi xuống đây là niệu đạo, ở đây là bàng quang. Anh gạch, anh hơ, anh gạch cái đó đau lắm, anh làm sao cho nó hết đau đi. Khoảng chừng 10 ly, 14 ly anh làm khoảng đi, khoảng 14 ngày đi, anh đi siêu âm coi, có khi nó hết trước đó. Có khi nó hết trước 14 ngày. Nếu anh chấm đúng á, thì ngày thứ 3 anh đi tiểu nó ra cái màu trắng như nước cơm do đục đục vậy. Lúc này nó bào ngòn cái gai đó, để làm cho nước tiểu của mình nó ra cái màu nước cơm do. Mà trong cái bài tôi trị cho cách đây có cái chị đó, thì chị 3 ngày chị tiểu ra cho em, còn cùng cái nhỏ chị tiểu ra. Trong cái băng đó đó tôi có phát lên cho ban nghiên cứu á. Như vậy là có khi là hết trước 14 ngày. Không phải nó tan hết mà cục nó nhỏ nhỏ vậy nè, nó còn nhỏ nhỏ. Là nó đi theo nước tiểu nó đi ra luôn. Bởi vì cái lúc này cái bàng quang đã mở rồi. Nó to lên nè, cục này nó nhỏ lại rồi. Mà cái dòng nước của cái thận, nước đi vô nước ra thường xuyên được rồi. Nó không còn đóng như hồi xưa nữa. Bị ta dùng cái bộ nguyệt thông nghẽn ngạt mà. Dùng cái bộ tiêu viêm mà. Thì nó sẽ vô ra. Nước sẽ vô ra thì nó đẩy cái cục sạn này. Nó bị mòn nữa. Cộng với cái nó bị mòn nó còn gai nữa. Thì nó sẽ đi ra ngoài. Nếu trường hợp mà nó nằm á. Các anh dễ thấy lắm. Cái thận nó nằm ở trên cái đường này. Nếu mà ở trên này chỗ nguyện nó không còn đau nữa, vì vậy ta đi theo dõi cái đường đi nước bước của cái cục sỏi này nó đi tới đâu, coi nó nằm ở niệu quản hay là nằm xuống bàng quang. Như vậy là ta đi theo cái đường này, ta gạch thấy chỗ này nó đau thì biết nó nằm ở trong niệu quản. Nếu mà ta gặp chỗ này, cái khúc này nó đau thì biết là cái cục sạn này đã xuống tới bàng quang này. Như vậy là ta phải thúc đẩy cái bàng quang, bóp đẩy cục sạn này ra qua đường tiến, qua cái đường sinh vật đi tiểu ra ngoài. Vậy là ta sẽ dây đi đường cái đường này, ta thấy cái đường này nó đau chỗ nào, đau đây tức là cục sạn thận này nó chưa xuống, nó còn ở trên cái đường đi này, nó còn vướng ấy, trong này. Dướng đường tiếp điệu đây nè. Như vậy là ta sẽ gạch ta đẩy xuống bàng quang, tức là đẩy xuống bàng quang này bàng quang đây. Nếu nó xuống bàng quang mà chưa ra thì ta làm thúc đẩy, ta gạch tới đây, ta thúc đẩy bàng quang nó bóp đẩy cục sạn này ra. Cho nên là trong cái thời điểm này ta đi tiểu á, ta tiểu vào cái vô, một là ta coi nước nó có màu gì,
Thứ hai là ta tiểu coi nó ra chưa, nó ra cái lúc mà nó mới á, nó còn ngạnh á, mà ta không chấm á, thì còn ngạnh thì nó trôi trôi qua cái đường tiết liệt á, nó làm cho gắt tiết liệt chảy ra máu, cục đó chảy ra thì nó ra máu nó gắt thì mình biết. Còn cái này nó đã màu mòn này, nó tròn này, như cái cục đạn này, nó không có còn cái cục cứng nữa mà nó phẳng lì thì nó chui ra ta không biết, một cái nó nhỏ hơn nó chui ra ta không biết, nhưng mà để ý mới biết. Tiểu trong trong bô thì mới thấy được, còn nếu mà không tiểu trong bô thì tiểu trong cái cầu tiêu thì coi như thua, không thấy được đâu. Nhưng mà nó sao nó không còn đau nữa, ta biết nó hết rồi. Cái gì là tôi đã chia sẻ cho các bạn về ba cái bệnh như tối nay. Một là viêm ruột thừa cấp tính, hai là sỏi thận, ba là suy thận. Rồi,